Kính bạch sư cho con hỏi, có phải Tam Tạng Kinh điển Pali là chỉ bao gồm 25 năm sau khi ngài A Nan làm thị giả thì ngài nhớ và ngài nói lại rồi kết tập kinh điển hay không, hay đó là toàn bộ 45 năm hoằng pháp và toàn bộ lời giải của Đức Thế Tôn? Vì con thấy ngài A Nan khi làm thị giả của Đức Phật là Đức Phật đã đi thuyết pháp rồi. Khi mà ngài A Nan làm thị giả thì ngài có xin Đức Thế Tôn, là trong đó có cái lời xin là những bài giảng nào mà Thế Tôn đã giảng mà không có mặt con, xin Thế Tôn hãy giảng lại cho con được biết. Chính vì như vậy á, là mặc dù là ngài A Nan là thị giả sau cùng, nhưng mà ngài có thể biết được tất cả các bài giảng mà Đức Thế Tôn đã giảng trước đó. Cho nên yên tâm ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.